Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn sức khỏe cho các thí sinh, UBND TP HCM vừa có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM về việc quyết định không tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Tình hình dịch trên địa bàn TP HCM vẫn đang diễn biến phức tạp. Số ca liên tục tăng trong các ngày qua, toàn thành phố đang áp dụng cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho các thí sinh, Ủy ban Nhân dân TP HCM chỉ đạo không tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại TP HCM, dự kiến tổ chức ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 8. Ủy ban Nhân dân TP HCM giao Sở Giáo dục Đào tạo căn cứ các quy định hiện hành, tổ chức hướng dẫn thực hiện xét đặc cách công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo đúng quy định, chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách, báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay, toàn thành phố có hơn 3.000 thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Như vậy, số thí sinh này sẽ làm hồ sơ để xin xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.